Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 46. Chương 451, ảnh đế 2. Một màn này quả thực quá mức chấn động, khiến cho tâm thần của toàn bộ người nhìn thấy đều dấy lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù là trúc cơ giết ngưng khí là vốn dĩ rất gọn gàng và đơn giản, nhưng Hứa Thanh ra tay quá mức kinh người. Vậy mà có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống, đây mới là nguyên nhân khiến cho tâm thần những người nhìn thấy nổ vang. Que sắt màu đen trở về trong nháy mắt rồi im lặng trôi lơ lửng ở sau lưng Hứa Thanh, hòa hợp vào bên trong cái bóng. Càng là như thế lại càng khiến cho nội tâm của những người ở bốn phía rung động lắc lư ác liệt hơn, cũng vô cùng an tĩnh lại. Hứa Thanh đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này có một giọng nói kinh ngạc từ tầng 2 của Chi Mộng Lâu, chính xác là từ trong căn phòng mà Linh Nhi đẩy cửa sổ truyền ra. "A, Tiểu Kiếm Kiếm, người chết chính là tùy tùng ngươi mang đến đó nha, vừa rồi gã cũng đã cầu cứu ngươi đấy." Giọng nói này là của đội trưởng. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy con đại xà cùng lão đầu của Đường Bản Tuyền thì hắn liền chú ý tới trong phòng kia còn có hai đạo khí tức. Một cái hắn vô cùng quen thuộc, cái khác hắn cũng không xa lạ gì. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về cửa sổ căn phòng trên tầng 2. Trong phòng, Ngô Kiếm Vu Thiên Kiêu ngọn núi thứ nhất đưa mắt nhìn đội trưởng đang cười nhạt. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở thì gã liền hừ lạnh một tiếng. Hất tay áo lên rồi bỗng nhiên đứng dậy, chấn động một đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ầm ầm bộc phát, khí thế như cầu vồng khiến cho bát phương chấn động. Hoa ha! Đội trưởng ở một bên nhanh chóng phối hợp hô to một tiếng. Ngô Kiếm Vu cảm thấy người này là một kẻ ngu, nếu mà mình đi so đo với kẻ đần vậy thì quá mức mất mặt. Vì vậy nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đội trưởng, sắc mặt vô cùng âm trầm đi ra cửa sổ. Sau khi đi đến bên cạnh cửa sổ, khí tức toàn thân gã chấn động, tu vi trên người vô cùng cuồng bạo, trên bầu trời lúc này liền vang lên những tiếng sấm, vậy mà lại có một thanh đại kiếm bằng thanh đồng thình lình lộ ra từ trên tầng mây, khóa chặt vào nơi đây. Lúc này nhìn qua Ngô Kiếm Vũ thật giống như là gã đang tức giận ngập trời, tùy lúc đều có thể bộc phát. Trên người càng có sát cơ cực kỳ kinh người, cuối cùng dung nhập vào trong đôi mắt mà nhìn thẳng về phía Hứa Thanh. "Tại sao ngươi giết tùy tùng của ta?" Những lời này được nói ra một cách vô cùng ngạo nghễ. Phối hợp với uy nghiêm trên người cùng với sắc mặt âm trầm, đồng thời với khí thế như cầu vồng làm cho người ta có một loại cảm giác đúng là thiên kiêu. Nhất là trong lúc lời nói truyền ra, trên bầu trời lập tức có sấm chớp nổ vang bát phương, từng thanh đại kiếm thanh đồng cũng được hình thành. Mỗi thanh đều tràn ra những mũi nhọn sắc bén. Một màn này khiến cho tâm thần của tất cả mọi người bên trong cửa hàng bốn phía đều chấn động mãnh liệt. Lúc này mọi người rất nhanh liền nhao nhao rời khỏi, bọn họ có một dự cảm mãnh liệt, tiếp theo sợ là ở chỗ này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Dẫu sao tên Hứa Thanh này giết tùy tùng trước mặt chủ nhân người ta như vậy, việc này quả thật là làm người khác vô cùng mất mặt. Nhất là người này còn là tu sĩ của ngọn núi thứ nhất, nơi quan tâm thể diện nhất, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó trong mắt đại xà trong phòng lập tức lộ ra hàn mang hung ác khóa chặt Ngô Kiếm Vu, muốn đi cắn bộ dáng của gã, nhưng lại bị lão đầu Đường Bản Tuyền ôm lấy. Lúc này đáy lòng của lão đầu Đường Bản Tuyền đã sớm nở hoa, thầm nghĩ Hứa Thanh nha Hứa Thanh, tiếp theo nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngọn núi thứ nhất giỏi nhất là bao che khuyết điểm, đứng trước tên Ngô Kiếm Vu còn có 8 người sư huynh, bọn họ thích nhất là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cùng lúc đó, tâm thần của thiếu niên Câm và Từ Tiểu Tuệ ở bên cạnh Hứa Thanh cũng trở nên chấn động. Thiếu, niên Câm ngẩng đầu, mặc dù hạ thân của gã đang run rẩy trước uy áp của Ngô Kiếm Vu nhưng trên mặt vẫn lộ ra hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ của đối phương. Mà Từ Tiểu Tuệ cũng cắn môi dưới, đáy lòng vô cùng lo lắng, nàng cảm thấy việc của mình đã làm phiền hà tới Hứa Thanh. Nhưng mà trong khi nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây đang biến hóa, chỉ có thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường. Hắn nhìn qua Ngô Kiếm Vu đứng cửa sổ bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, một câu cũng không nói, tay phải giơ lên, que sắt màu đen lập tức gờ một tiếng, từ bên trong cái bóng phía sau hắn bay lên. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ Ngô Kiếm Vu đang đứng bên cạnh cửa sổ truyền ra. Gã ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười còn vừa gật đầu, trong âm thanh truyền ra còn mang theo một tia tỉnh ngộ, âm thanh còn rất lớn giống như muốn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy được vậy. Thì ra là như vậy,
ngươi nói rất có đạo lý, nếu như chuyện này đã là thù riêng của các ngươi, như vậy thì Ngô Mỗ đúng là không nên tham dự. Hứa Thanh nhướng mày, hắn không có nói gì cả. Uống rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mỗ đã hiểu. Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng cười. Ha ha, Hứa huynh không cần như thế, gần đây ta xác thực không có thời gian, mà thôi, Ngô Mỗ cũng vô cùng khâm phục hành động vĩ đại của ngươi ở trong Hải Thi tộc, nếu ngươi đã khách khí như thế. Được rồi, nếu như ngươi đã đối xử với ta khách khí, vậy thì Ngô Mỗ cũng không phải người nhỏ mọn, 10 vạn linh thạch phải trả khi giết người này, Ngô Mỗ sẽ thanh toán cho ngươi. Linh Hy mở to hai mắt, nhìn Ngô Kiếm Vu một chút, lại nhìn xung quanh vô cùng yên tĩnh một chút, hơi không hiểu tên này đang nói gì. Được được, về sau nếu có thời gian thì chúng ta lại gặp mặt, Ngô Mỗ ta cáo từ trước, hôm nay quen biết được Hứa huynh, sảng khoái. Trong phòng, Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng với thanh âm cởi. Mở, từ lúc mới bắt đầu vô cùng uy nghiêm dần dần trở nên thoải mái, cuối cùng trên mặt còn hiện ra một nụ cười rất tươi, ôm quyền về phía Hứa Thanh. Thân sắc Hứa Thanh cổ quái, từ đầu tới đuôi hắn đều không truyền ra một câu. Ngô Kiếm Vu nhanh chóng đảo qua biểu cảm của Hứa Thanh, đáy lòng run lên mà vội vàng hất tay áo lên, bảo trì điệu cười to, một bước đi ra khỏi phòng rồi. Lập tức phi hành về chân trời nơi xa, nghênh đón sấm chớp mưa gió, dậm chân phi đi. Thân ảnh bồng bềnh như tiên, tựa như một bức họa tuyệt mỹ, lộ ra ý cảnh kinh người. Siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn hải vân ta thành tiên. Theo gã tiến về phía trước, toàn bộ những thanh đại kiếm thanh đồng bốn phía cũng vang lên âm thanh vang vọng bát phương mà bay theo càng lúc càng xa. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 452, chớ giành cõng nổi với ta. 1. Cho đến khi Ngô Kiếm Vu đến một chỗ không người, hoàn toàn rời xa Chỉ Mộng Lâu thì thân thể gã lập tức run một cái. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt và trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài. Tình huống như thế nào, hai đoàn mệnh hỏa. Lúc trước tên sát tinh này đã lợi hại như vậy, thế mà bây giờ còn biến thành trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa. Lúc nãy nếu ta ở bên ngoài thì hắn nhất định sẽ giết ta. Đáy lòng của Ngô Kiếm Vu run rẩy không ngừng, đồng thời cũng không ngừng hít sâu. Gã cảm thấy mấy tháng tiếp theo mình không nên ra khỏi tông môn nữa. Cũng may ta lanh lợi, hôm nay cho hắn mặt mũi như vậy, còn thanh toán linh thạch trừng phạt khi giết đệ tử dưới núi cho hắn. Nếu như hắn là người giảng đạo lý, vậy thì có lẽ tiếp theo sẽ không còn cố chấp giết ta như vậy nữa rồi. Đau đầu thật. Không được, chưa tới hai đoàn mệnh hỏa, ngay cả động phủ ta cũng không ra. Bên ngoài Chi Mộng Lâu, Hứa Thanh đứng trong màn mưa với thần sắc vô cùng cổ quái. Thiếu niên Câm cũng sửng sốt một chút, Từ Tiểu Tuệ cũng ngây người. Linh Hy trừng mắt nhìn có chút nghi hoặc, mà lão bản Đường Bản Tuyền bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt buồn bực. Bọn họ ở khoảng cách gần nhất, cho nên cũng nhìn ràng mạch tình huống vừa rồi nhất. Hứa Thanh đứng ở đó không hề nói một câu mà chỉ bày ra thái độ muốn xuất thủ, sau đó Ngô Kiếm Vu kia liền bắt đầu không hiểu được mà lầu bà lầu bầu diễn xuất. Lại còn cười to phối hợp thêm với tiếng nói thật lớn, thật giống như là Hứa Thanh thật sự đang đứng đó truyền âm đối thoại giải thích cùng gã vậy, đồng thời giống như còn mời gã uống rượu. Toàn bộ quá trình quả thật là giống như đúc, sợ là những người bên ngoài không tận mắt nhìn thấy một màn này. Chỉ nghe thấy giọng nói của Ngô Kiếm Vu, chắc chắn sẽ tưởng rằng mọi thứ Ngô Kiếm Vu nói đều là sự thật. Cảm thấy Ngô Kiếm Vu quả thật là một nhân vật lớn và cũng rất kính nể với Hứa Thanh, hai người quả thật giống như là bạn tốt vậy, đều tôn kính đối phương như nhau. Đồng thời trong sự tôn kính này, bởi vì Hứa Thanh nhiều lần mời nhưng Ngô Kiếm Vu hoàn toàn chính xác không có thời gian. Cho nên gã liền có qua có lại mới toại lòng nhau, thanh toán trừng phạt khi giết chóc đệ tử dưới núi cho Hứa Thanh. Hành động của Tiểu Kiếm Kiếm quả thật không tệ nha, ta nhìn cũng phải sửng sốt. Một giọng nói truyền đến phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, đội trưởng từ trên ghế ngồi đứng lên, vừa ăn táo vừa đi đến bên cạnh cửa sổ, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua tứ chi của đội trưởng, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh, loại đứt tứ chi lại có thể mọc ra nhanh như thế này khiến cho Hứa Thanh cảm giác không giống như là công pháp và đan dược có thể làm được, càng giống như là một chút thuật quỷ dị. Cùng lúc đó, đại xà thừa dịp lão đầu Đường Bản Tuyền đang buồn,
bực nên thân thể uốn éo rồi trực tiếp liền vọt ra, nhanh chóng bỏ qua cửa sổ rồi bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt của con đại xà này thì hắn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa như đã gặp qua bộ dạng của đối phương ở đâu, mà trên người đối phương chẳng những không có bất luận chút sát ý nào, lại càng tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Ọt 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 ọt. Trong cảm xúc vui vẻ, thân hình đại xà nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con rắn nhỏ và trực tiếp quấn quanh trên tay Hứa Thanh. Toàn thân trở nên trắng như tuyết, đôi mắt rất lớn, bộ dáng rất là đáng yêu. Ọt 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 ọt. Ọt ọt cô. Lão đầu Đường Bản Tuyền đứng bên cạnh cửa sổ nhìn một màn này thì đáy lòng vô cùng bi thương, vừa muốn quát tháo, nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lão một cái. Lão nhân này lập tức giật mình và nhớ tới lúc trước xém chút nữa bị Hứa Thanh giết chết, trong lòng lập tức bi phẫn. Đồng thời cái loại cảm giác khuê nữ do chính mình nuôi lớn, vậy mà khi đứng giữa tình nhân và phụ thân lại đi lựa chọn người trước, để cho nội tâm của lão vô cùng chua xót. Không được, ta không thể thỏa hiệp chuyện này được, vừa nhìn qua liền thấy Hứa tiểu tử này không phải là đồ tốt, tuyệt không lương xứng với Linh Nhi. Lão đầu Đường Bản Tuyền hít sâu, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động rồi nhanh chóng mở miệng. Ọt 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 cô. Lão không dám nói tiếng người, giờ phút này lão đang nói ngôn ngữ của Linh Nhi. Lão đang báo cho Linh Nhi biết, nếu muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Hứa Thanh thì nhất định phải hóa hình mới được, mà muốn hóa hình sẽ phải trúc cơ, cho nên bây giờ lập tức phải đi. Linh Nhi không muốn, nàng nhìn qua Hứa Thanh, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát trên cánh tay của hắn, sau đó hơi nới lỏng thân hình. Nhoáng một cái liền về tới chỗ lão đầu Đường Bản Tuyền, trong mắt vẫn tràn ngập cảm giác không nỡ như cũ. Đáy lòng của lão đầu Đường Bản Tuyền cũng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm đắc ý, sau đó một đường vội vã nhanh chóng rời đi. Trong lúc mơ hồ thì Hứa Thanh còn nghe được xa xa có âm thanh ọt 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 truyền tới. Được rồi Hứa Phó Ti, đừng nhìn nữa, lên đây uống vài chén cùng bổn ti trưởng nào. Đội trưởng đứng trước cửa sổ vẫy vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nhìn Từ Tiểu Tuệ nhẹ gật đầu, ý bảo đối với phương có thể rời đi. Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy cảm kích, ở trong màn mưa cúi đầu thật sâu quỳ xuống bái một cái về phía Hứa Thanh. Cái trán đập vào mặt đất, sau đó mới đứng dậy, lưu lại bóng lưng trơ trọi đơn độc đi về nơi xa. Thiếu niên câm thì không, gã ngồi xổm ở ngoài Chi Mộng Lâu, cũng chính là ngay vị trí mà tên thanh niên gầy ốm chết. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, thân thể nhoáng một cái đi vào cửa sổ bên cạnh, bước vào trong phòng ngồi xuống. Lần trước ở chỗ Trương Tam, hắn chú ý thấy trạng thái của đội trưởng không tốt, cho nên có mấy lời vẫn chưa nói. Cho nên lúc này sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức nhìn về phía đội trưởng hỏi. Đội trưởng, cái mũi của tượng thần làm sao lại nổ tung? Hứa Thanh hỏi một câu rất nghiêm túc. Hắn cảm thấy nhất định phải hỏi vấn đề này, nếu không thì với tính cách nghi thần nghi quỷ của đội trưởng, nhất định sẽ không yên tâm thoải mái, cho nên Hứa Thanh cảm thấy có lẽ mình nên để cho đội trưởng an tâm. Ngươi không biết ư? Đội trưởng cắn quả táo một cái, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh, quan sát từ trên xuống dưới. Hứa Thanh sửng sốt một chút, lắc đầu. Được rồi, Hứa Phó Ti của ta, mọi hành động cử chỉ của ngươi đều là do ta dạy. Ta và ngươi đều biết tại sao cái mũi của tượng thần lại nổ tung, mà ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một quả lê và gặm một miếng thật lớn. Lần này ta sẽ cõng oan ức cho ngươi. Ai? Bảo ta là cấp trên của ngươi chứ, ta cũng không bắt ngươi trả linh thạch, nhưng ta có hai điều kiện. Đội trưởng nói tới chỗ này thì trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu, một bộ dạng ta đã nhìn thấu ngụy trang của ngươi, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc lên. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453, chớ giành cõng nổi với ta. 2. Hứa Thanh nhíu mày, vẻ mặt có chút do dự, giống như chính hắn cũng không xác định cho lắm. Đội trưởng thấy một màn này, lập tức lấy ra một quả lê ném tới. Đừng suy nghĩ nữa, chính là nguyên nhân kia, lúc ấy ta đã tận mắt nhìn thấy. Được rồi, ta nói một câu, hai điều kiện của ta. Cái thứ nhất, chính là về sau ngươi không thể nhắc lại sự tình ta hóa thân thành Tam Công Chúa, chúng ta xóa bỏ cái này ra khỏi đầu. Đội trưởng ngưng trọng mở miệng.
Thứ hai, chính là ngươi thiếu nợ của ta 10 vạn linh thạch, ta vẫn còn muốn ngươi trả đấy. Chỉ cần ngươi đồng ý, cái nồi của hải thi tộc này ta sẽ cõng cho ngươi. Đội trưởng thở sâu, hung hăng cắn một nửa quả lê trong tay, sau đó chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi suy nghĩ liền lắc đầu nhìn qua đội trưởng, đáp lời rất nghiêm túc. Nếu là nguyên nhân của ta, vậy ta liền truyền thông tin ra bên ngoài, chuyện này là do ta làm. Vậy thì danh mục treo thưởng đầu tiên sẽ là ta, lần hành động phá hư thi thể tổ thần của hải thi tộc này ta mới là thủ phạm chính, đội trưởng ngươi chỉ bất quá là phụ trợ một chút. Hứa Thanh nói xong liền đứng lên muốn rời khỏi. Đội trưởng vừa thấy một màn này thì lập tức trở nên cấp bách, y vốn rất coi trọng cái vinh quang làm thủ phạm chính này, chẳng qua là muốn lừa bịp tống tiền Hứa Thanh một chút mà thôi. Không nghĩ vậy mà liền hóa khéo thành vụng, vì vậy lập tức vội vàng ngăn lại, sau đó điên cuồng ho khan một tiếng, gượng cười nói vài câu. Ngươi xem ngươi kìa, thế mà lại nghiêm túc như vậy, ta chỉ nói giỡn với ngươi mà thôi, chuyện này chính là do ta làm đó, ta mới là thủ phạm chính, điểm này ai cũng không thể giành được với ta. Không, là ta. Hứa Thanh nói nghiêm túc. Không phải ngươi, là ta. Đội trưởng gấp gáp. Không phải, là ta. Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Hứa Thanh nha, ta phải nghiêm túc phê bình ngươi, ta nói không phải ngươi tức không phải ngươi, là ta. Đội trưởng nói vô cùng nghiêm túc. Thật sự là ngươi sao? Hứa Thanh nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút không xác định. Đương nhiên là ta, ta ăn máu thịt câu anh, ta cắn một cái làm lực lượng câu anh trong người bộc phát, khiến cho trong cơ thể tượng thần phát sinh phản ứng dây chuyền, do đó gây nên tượng thần sụp đổ. Đây là đối kháng bày xích giữa thần tính. Trên thực tế, sau khi ta trở về cũng đã điều tra một chút sách cổ, biết được câu anh đã từng có cùng chút nguồn gốc với hải thi tộc, cho nên khí tức của nó có thể dẫn động tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Đội trưởng hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng mở miệng. Lần này Hứa Thanh sửng sốt thật sự, hắn nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn còn có chút do dự, đang muốn mở miệng nói tiếp. Đội trưởng bên cạnh vội vàng đứng người lên, cười ha ha. Tiểu sư đệ, ta còn có việc phải đi trước, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thật sự là do ta làm ra. Công vụ bên trong ti bề bộn nên không có biện pháp, về phần kế hoạch lớn lần trước ta nói, sau khi ta chuẩn bị đầy đủ manh mối sẽ nói với ngươi. Nói xong thì đội trưởng vội vàng nhoáng một cái liền rời khỏi căn phòng, cho đến khi đi ra quảng trường, đội trưởng lấy ra quả táo ăn một cái, lúc này đáy lòng mới hoàn toàn bình ổn xuống, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải là do tiểu tử này làm, chẳng lẽ thật sự là ta sao? Ừ, hẳn là ta. Đáy lòng đội trưởng rất là thoải mái, y cảm thấy như vậy mới là hợp lý, dẫu sao loại. Chuyện lớn như thế này, mình thân là cấp trên, tự nhiên chỉ có chính mình mới là thủ phạm chân chính tạo ra, như vậy mới có thể xứng. Mà ở trong phòng, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cũng an ổn xuống. Như vậy, có lẽ đội trưởng sẽ không hoài nghi nữa. Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý rời khỏi Chi Mộng Lâu, sau khi về tới nơi cập bến hắn liền tiếp tục tu hành. Đồng thời cũng ở đây chờ mong kế hoạch lớn trong lời đội trưởng nói, mà trong khi chờ đợi thì thời gian cũng chậm rãi trôi. Rất nhanh, một tháng đã qua đi. Trong một tháng này, chiến tranh giữa hải thi tộc cùng với thất huyết đồng cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Vô số ánh mắt của các tộc quần khác đều bị thu hút tới, bởi vì sau khi chiếm được hai hòn đảo phụ của hải thi tộc, thất huyết đồng đã không còn trở ngại khi tới tộc địa của hải thi tộc nữa, cho nên thất huyết đồng đã bắt đầu tổng tiến công đối với hải thi tộc. Ý đồ của trận tổng tiến công này là thất huyết đồng muốn đặt cuộc chiến lên bản thổ của hải thi tộc. Cùng lúc đó, viện bảo tàng của thứ bến cảng số 176 cũng đã khai trương. Trải qua Trương Tam sửa chữa và hồi phục lại, gã đã thành công ghép nối hai mảnh vỡ của cái mũi lại với nhau, khiến cho thoạt nhìn cái mũi này coi như cũng trở nên nguyên vẹn hơn, ở phía dưới còn đồng thời nổi lên một đoàn hỏa diễm được đốt cháy quanh năm. Về phần hàng chữ mà lão tổ ban cho thì được đặt thật cao ở bên trên. Mà viện bảo tàng vừa khai trương thì lập tức liền oanh động toàn bộ thất huyết đồng, đám người lão tổ trên chiến trường cũng than thở không thôi. Về phần những tộc quần khác cũng đều tỏ ra khiếp sợ, sau đó nhịn không được mà có ý nghĩ muốn đi qua thăm thú một chút. Vì vậy rất nhanh, bến cảng số 176 của thất huyết đồng liền trở nên vô cùng náo nhiệt, biển người ập tới mãnh liệt giống như thủy triều. Đồng thời cũng đúng như lời Trương Tam nói,
không cần bọn họ thủ hộ nơi này mà tông môn sẽ tự có an bài. Sự thật cũng đúng là như vậy, những trưởng lão kim đan lưu thủ ở trong tông môn đã nhận được mệnh lệnh của lão tổ, bất luận bọn họ làm như thế nào, cũng phải thủ hộ viện bảo tàng này được an toàn. Đồng thời, lần ban thưởng thứ nhất của Hứa Thanh cùng với Trần Nhị Ngưu sau khi lập ra đại công cũng theo ý chỉ của lão tổ truyền đến. Phong Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh trở thành đệ tử hình tượng của Thất Huyết Đồng trong thế hệ này, tự liệt của Trần Nhị Ngưu tăng lên, Hứa Thanh được cho vào tự liệt. Ban thưởng 3 lần quyền sử dụng hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng. Thưởng cơ duyên kết đan, sau khi chiến đấu kết thúc liền tính toán. Đây là lần ban thưởng thứ nhất, chờ đợi chiến tranh kết thúc, lần nữa luận công ban thưởng. Theo ý chỉ của lão tổ truyền ra, toàn bộ Thất Huyết Đồng vang động, một mặt là do tự liệt, một phương diện khác thì là trở thành đệ tử hình tượng. Trên thực tế, mọi người trong Thất Huyết Đồng đều có chút lạ lẫm đối với cái xưng hô đệ tử hình tượng, căn bản bên trong Thất Huyết Đồng từ trước không hề có xưng hô thế này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết rõ cái gì gọi là đệ tử hình tượng. Hứa Thanh và đội trưởng được bổ nhiệm thành phong chủ thay thế của ngọn núi thứ bảy trong khoảng thời gian này. Hai bọn họ được cử đi chiêu đãi tất cả khách quan tới tham quan cái mũi của tượng thần Hải Thi Tộc. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 454, Nhị Phượng Hí Thanh 1. Cái gọi là đệ tử hình tượng chính là làm người đại biểu cho Thất Huyết Đồng tiếp đãi người bên ngoài. Kể từ đó, khi toàn bộ người bên ngoài tới Thất Huyết Đồng bái phỏng đều có thể gặp Hứa Thanh và đội trưởng. Mà mỗi lần nhìn thấy bọn hắn thì bọn họ sẽ đều tự giác nhớ tới việc mất mặt của Hải Thi Tộc. Vì vậy trong một đoạn thời gian sau đó, theo rất nhiều người bên ngoài đến, công việc của Hứa Thanh và đội trưởng cũng trở nên lu bù. Lúc này Hứa Thanh đang đứng ở trên cửa khẩu của bến cảng số 176, lúc này hoàng hôn đang dần kéo tới, hắn yên lặng đứng chờ đợi khách từ bên ngoài sắp đến. Trong ánh nắng chiều, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của hắn đủ để khiến cho chúng sinh điên đảo, theo gió biển thổi vào. Những sợi tóc vụn trên trán của lắc lư giống như một cái màn tre màu đen nhấp nhô, phía sau ẩn giấu một thần sắc lạnh như băng cùng với vẻ không kiên nhẫn. Trong vòng nửa tháng, sau khi được lão tổ bổ nhiệm chức vị này, đây đã là nhóm dị tộc thứ bảy mà Hứa Thanh phải nghênh đón. Nhưng Hứa Thanh vẫn không cách nào thích ứng việc này, đáy lòng của hắn cũng rất bài xích đối với loại nhiệm vụ như vậy. Hắn không thích quá mức khoe khoang trước mặt người khác, điều này làm cho hắn có một cảm giác bất an. Nhưng Hứa Thanh cũng hiểu rõ một điều, cái hư danh đệ tử hình tượng này cũng là một loại hình thức bảo vệ mình. Có tầng hư danh này trên người sẽ khiến cho rất nhiều người dục dịch ác ý với hắn phải bỏ cuộc, bởi vì dù gì hiện giờ hắn cũng là người đại biểu mặt ngoài cho Thất Huyết Đồng. Nhưng đồng dạng, cũng chính bởi vì là người đại diện mặt ngoài, cho nên hoặc là nguy hiểm không hiện ra, hoặc là chỉ cần nguy hiểm vừa xuất hiện, nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm. Còn phần thưởng được đưa vào tự liệt, lúc trước Hứa Thanh đã nghe người ta nói qua, Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc có một chỗ giống nhau. Cũng có chỗ bất đồng, dẫu sao thì cái tự liệt này, trước đây chỉ có đệ tử đích truyền của phong chủ bảy ngọn núi mới được liệt vào trong đó. Một khi được cho vào tự liệt, vậy thì chẳng khác nào là có được thân phận đặc thù, mà vị trí phong chủ tương lai cũng đều là được lựa chọn từ bên trong hàng tự liệt này mà ra. Đồng thời phương diện đãi ngộ cũng sẽ không giống như những đệ tử tầm thường, mà Hứa Thanh cũng có thể nói là trường hợp duy nhất của Thất Huyết Đồng tử. Trước tới nay, khi mà hắn không có trở thành đệ tử của phong chủ, nhưng vẫn có thể tiến vào hàng ngũ tự liệt. Thứ tự của Trần Nhị Ngưu trong tự liệt tăng lên, vậy đội trưởng chính là đại sư huynh rồi. Đáy lòng Hứa Thanh hầu như đã xác định việc này, bất quá hắn vẫn mơ hồ cảm thấy phía sau đội trưởng hình như còn ẩn chứa bí mật lớn hơn nữa. Mặc dù Hứa Thanh rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng rất khó mà đi trực tiếp cự tuyệt vị trí mà lão tổ bổ nhiệm. Tại sao còn chưa tới? Gió biển lướt nhẹ qua mái tóc Hứa Thanh, quét qua trên lông mi của hắn, cắt đứt những dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra biển khơi, đáy lòng có chút không kiên nhẫn. Hứa sư huynh, nghe nói phía sau người của Hải Tinh tộc đều mọc ra một viên hải tinh kỳ dị, ngày thường không thích ánh nắng, cho nên có thể lúc trời sắp tối bọn họ mới có khả năng xuất hiện. Nơi này không phải chỉ có một mình Hứa Thanh chờ đợi, phía sau hắn còn có trọn vẹn hơn 30 vị đệ tử. Đây đều là người do đội trưởng an bài, so với hắn mà nói, đội trưởng có rất nhiều mưu cầu đối với vị trí mà lão tổ bổ nhiệm này.
không ít đệ tử trong tông môn bị đội trưởng gọi tới đây gia nhập, đồng thời hình như y cũng đã coi Hứa Thanh trở thành một đòn sát thủ. Nếu khách tới chủ yếu đều là nữ tu, vậy thì đội trưởng thường lập tức gọi Hứa Thanh tới đây. Mà mỗi một lần Hứa Thanh xuất hiện, cũng đều chuẩn xác khiến cho những nữ tử dị tộc đến xem cái mũi của tổ thi hải thi tộc nhao nhao kinh diễm, lần nào mọi người cũng đều rất ngạc nhiên. Hứa Thanh vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ tới dạng này cũng khiến cho số lần phải đi tiếp khách của mình ít đi rất nhiều, vì vậy hắn liền chấp nhận loại an bài này. Nhưng hình như đội trưởng cũng lo lắng Hứa Thanh cô đơn, cho nên y còn cố ý an bài riêng cho hắn hai người đồng môn quen thuộc để làm phụ tá. Một người chính là Cố Mộc Thanh vừa mới nói chuyện. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, gương mặt của nàng mềm mại thanh nhã giống như là sen trong chậu, vừa tuyệt sắc lại vừa có linh khí bức người. Lúc này trên khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười nhẹ, giữa lông mày còn hiện lên vẻ ngây thơ và một cảm giác rất linh động. Đạo bào màu cam trên người cũng làm nổi bật lên dáng người cao gầy khiến cho cả người của nàng giống như một đám mây ngũ sắc ửng đỏ, sáng sủa và tươi đẹp. Hứa sư huynh, hải tinh tộc thật sự có chút quá phận, vậy mà lại đến muộn như vậy, nhưng mà không sao, ta vừa mới nhận được sự tán thành của Liên minh Bảy Tông. Đợi khi chiến tranh kết thúc là ta có thể đi qua đó học tập dược đạo rồi, đến khi vào bên trong, ta liền có tư cách để cho hải tinh tộc này tự mình đến xin lỗi với sư huynh. Còn có, sư huynh, đây là tâm đắc học tập của ta trong khoảng thời gian này, sư huynh có thể kiểm tra giúp ta một chút được không? Mắt thấy dáng vẻ của Cố Mộc Thanh như vậy, Đinh Tuyết lập tức đi ra một bước, cũng mở miệng nói với Hứa Thanh, còn trực tiếp lấy ra một sấp linh phiếu cùng với một khối ngọc giản. Nàng cười nói rất tự nhiên, cổ tay trắng như tuyết, tóc đen như mây, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng hơi dương lên dưới chiếc mũi cao thẳng, giống như là một bông hoa hồng kiêu sa. Nhưng giọng nói truyền ra từ nàng lại vô cùng thanh thúy êm tai, bên trong còn hiện ra sự khờ khạo ngây ngô, mà đôi mắt lại lấp lánh như nước với mị nhãn như tơ. Một đôi mắt câu hồn, tựa hồ chỉ cần nàng liếc mắt liền có thể khiến cho người ta hoàn toàn không thể kìm chế mà sa vào bên trong. Đinh Tuyết chính là phụ tá thứ hai mà đội trưởng an bài cho Hứa Thanh. Lúc này hai người nữ tử đứng ở hai bên trái phải Hứa Thanh, mỗi người mỗi vẻ, như lan như cúc, khó phân cao thấp. Mà ở phía sau lưng ba người bọn họ còn có hơn 30 đệ tử Thất Huyết Đồng xếp thành hàng, bên trong còn có Triệu Trung Hằng. Nửa tháng nay không biết hắn đã hít sâu bao nhiêu lần mới có thể bảo trì được vẻ mỉm cười của mình như trước. Về phần những đệ tử khác ở bốn phía, mỗi một người đều giống như nhìn Hứa Thanh giống như nhìn thần vậy. Bởi vì trong nửa tháng này, giữa Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết nhìn như hài hòa, nhưng trên thực tế thì cả hai đều tồn tại một chút tranh phong, thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Như là lúc này, Cố Mộc Thanh liền liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455, Nhị Phượng Hí Thanh Hai. Đinh Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, sau khi nhìn thấy cũng hơi dương lông mi lên, sau đó còn bày ra bộ dáng ủy khuất. Cố sư tỷ, coi như là hải tinh tộc có nguyên nhân, nhưng đó là chuyện của bọn họ cơ mà, không hề liên quan tới chúng ta, vậy mà bọn họ lại để cho Hứa Thanh ca ca phải đứng đây chờ đợi. Thế thì nội tâm của ta liền không thoải mái, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Nhất là Hứa Thanh ca ca luôn khắc khổ tu hành như thế, mà còn phải ở đây chờ bọn họ thật quá phận. Ngực của Cố Mộc Thanh phập phồng lên xuống, tính cách của nàng luôn luôn thanh nhã, nhưng trong nửa tháng này nàng đã nhiều lần suýt nữa không đè nén được. Nàng không giỏi nói loại ngữ khí như thế này, sau mỗi lần nghe đều cảm thấy Đinh Tuyết rất là ám muội, rất là chán ghét. Đinh Tuyết, ngươi luôn luôn xưng hô ta là sư tỷ, ta năm nay 17 tuổi, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vàng mắt Đinh Tuyết hơi đỏ lên, cúi đầu nói khẽ, Cố sư tỷ, Tuyết Nhi sai rồi, à, ta không biết nói chuyện cho lắm, nếu như có câu nào chọc phải Cố sư tỷ, đều là do ta không cố ý, ta chỉ đang đau lòng cho Hứa Thanh ca ca. Gân xanh trên trán Cố Mộc Thanh nổi lên, hô hấp có chút dồn dập. Những đệ tử Thất Huyết Đồng sau lưng các nàng nghe như vậy cũng thâm ý sâu sắc nhìn bóng lưng Đinh Tuyết, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng nhìn ra sự bội phục bên trong lẫn nhau đối với Đinh Tuyết. Trước sau như một, vẫn là toàn thắng. Hứa Thanh hiếu kỳ nhìn Đinh Tuyết một chút, lại nhìn Cố Mộc Thanh một chút, sau đó cũng không quan tâm.
Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy hai người đồng môn này thật là kỳ quái, bộ dạng hình như không hợp nhau cho lắm. Vì vậy hắn muốn mở miệng nói vài câu, nhưng vào lúc này biển khơi xa xa truyền đến tiếng nổ vang. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh nắng chiều, mặt biển nguyên bản từ bình tĩnh biến thành sóng lớn mãnh liệt. Theo từng trận sóng biển ầm ầm vang vọng, ngoài ngàn trượng bỗng có một chiếc chiến hạm cực lớn có năm cạnh màu đen thình lình nhô lên từ dưới biển. Phía sau cũng lập tức có một loạt những chiến hạm khác hiện lên, tổng cộng có 7 chiếc chiến hạm ngũ giác màu đen. Uy áp kinh người từ bên trên những chiếc chiến hạm này tràn ra, đồng thời cũng khuếch tán ra bát phương. 7 con mắt thật to ở trong sơn môn thất huyết đồng cũng tràn ra hồng mang, giống như đang nhìn kỹ về nơi này. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, bởi vì lúc này bên trong thất huyết đồng chẳng những tồn tại trận pháp trấn áp hết thảy. Đồng thời vào nửa tháng trước thì phong chủ của ngọn núi thứ 6 cũng đã được an bài trở về tông môn tu dưỡng. Có phong chủ ngọn núi thứ 6 tọa trấn, đáy lòng Hứa Thanh yên ổn hơn rất nhiều. Lúc này theo 7 chiếc chiến hạm ngũ giác màu đen dần đi tới gần, Hứa Thanh cũng nhìn thấy trên những chiếc chiến hạm ngũ giác này xuất hiện rất nhiều thân ảnh tu sĩ, mỗi một chiếc không sai biệt lắm có tầm hơn 30 thân ảnh. Hải tinh tộc là một tộc bầy tựa như nhân tộc, người trong tộc có bề ngoài tương tự với nhân tộc, chỉ là tóc của bọn họ có màu lam, đôi mắt cũng như thế. Trong đó nữ chiếm đa số. Giờ phút này trong hơn 200 tộc nhân của hải tinh tộc, nữ tu trong này chiếm đến 7 thành, 3 vị trước mắt, thì trên người từng vị đều tản ra chấn động rất là đáng sợ. Trong nhận thức của Hứa Thanh, ba người này không sai biệt lắm giống như với tên Kim Đan ba đầu sáu tay của hải thi tộc. Ba vị này đều có bộ dáng là nữ tử trung niên, trước người của các nàng là một vị thiếu nữ tóc lam, tướng mạo của vị thiếu nữ này xinh đẹp tuyệt trần. Thoạt nhìn tuổi mới 16-17, trên người mặc một bộ váy dài, đôi mắt thanh tịnh và làn da vô cùng trắng nõn. Nàng đảo ánh mắt qua trên bờ, dịch chuyển khỏi trên người Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết, sau đó rơi vào trên người Hứa Thanh. Hoan nghênh minh hữu hải tinh tộc tới thất huyết đồng. Hứa Thanh chắp tay, trầm thấp mở miệng. Ngươi chính là Hứa Thanh. Trong ánh mắt thiếu nữ mang theo hiếu kỳ, tươi cười mở miệng. Đúng. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhẹ gật đầu sau đó bình tĩnh trả lời. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sẽ có người mang chư vị đi thăm cái mũi tượng thần của hải thi tộc. Nói xong, Hứa Thanh quay lại căn dặn với đệ tử sau lưng. Dẫn các vị minh hữu hải tinh tộc tới địa phương nghỉ ngơi. Chờ một chút, Hứa Thanh sư huynh, hải tinh tộc ta căm thù hải thi tộc đến tận xương tủy. Hành động của ngươi khiến ta rất là khâm phục, ta muốn tặng cho ngươi một món lễ vật tương tự, xin hãy nhận lấy. Thiếu nữ tươi cười mở miệng, quay lại nhìn tên người hầu sau lưng, rất nhanh tên người hầu liền lấy ra một con ốc biển rồi đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ. Hứa Thanh sư huynh, đây là pháp khí đặc thù của tộc chúng ta, sau khi thổi lên có thể nhận được chúc phúc của tộc chúng ta. Lại còn có thể triệu hoán toàn bộ sinh vật nhuyễn thể trong biển cấm gần đó xuất hiện. Thiếu nữ nói xong liền nhẹ nhàng cúi đầu, theo tộc nhân sau lưng lên bờ, còn nhiều lần nhìn tới Hứa Thanh. Một màn này khiến cho đôi mi thanh tú của Đinh Tuyết nhăn lại và có chút bất mãn, đáy lòng Cố Mộc Thanh cũng hiện lên cảm giác không thoải mái. Nhất là sau khi tộc nhân hải tinh tộc lên bờ, thiếu nữ kia giống như nghĩ tới cái gì nên lập tức đi tới phía Hứa Thanh, điều này khiến cho lông mi Đinh Tuyết nhấc lên, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên có tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, từng đạo thân ảnh từ bên trong bến cảng nhanh chóng lao tới gần. Một màn bất thình lình này khiến cho người của hải tinh tộc lập tức cảnh giác, trong mắt ba vị nữ tử trung niên của hải tinh tộc lập tức lóe lên một tia sáng. Hứa Thanh cũng quay đầu nhìn lại, vừa quay lại liền nhìn thấy được người thứ nhất tới chính là đội trưởng cùng với nhị điện hạ sau lưng đội trưởng. Tốc độ của đội trưởng cực nhanh, nháy mắt đã đến bên người Hứa Thanh, không kịp chào hỏi cùng hải tinh tộc mà y lập tức truyền ra giọng nói trầm thấp. Lão tổ truyền lệnh, có khách từ Đông U đảo tới chơi. Đông U đảo. Hứa Thanh sững sờ, nhưng theo ba chữ đội trưởng nói ra, Đinh Tuyết bên cạnh lập tức biến sắc, mà thần sắc của ba vị tu sĩ kim đan của hải tinh tộc cũng lập tức đại biến. Đảo chủ của Đông U đảo là một bà lão, gọi là Đông U thượng nhân, tu vi đột phá sau lão tổ, trong cùng một cảnh giới. Vậy thì người tới dĩ nhiên không phải là thượng nhân, mà là cháu gái của bà ấy, tính cách của người này rất không tốt. Ngươi cần phải cẩn thận. Vẻ mặt của đội trưởng rất nghiêm túc, trong lúc y nói ra lời này,
mặt biển xa xa bỗng nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn động trời. Một cỗ uy áp cường hãn lập tức phủ xuống bát phương. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 456, kẻ đến không có ý tốt một. Cỗ uy áp này mang theo một loại cảm giác vô cùng bá đạo, nó chỉ vừa xuất hiện liền dấy lên từng trận sóng lớn ở ngoài bến cảng, khiến cho sóng biển màu đen chợt dâng lên cao hóa thành một bức tường biển ở giữa không trung, sau đó trực tiếp âm âm ập về phía cửa khẩu lớn ngoài bến cảng của Thất Huyết Đồng. Trận sóng biển này quá lớn, giống như bên trong còn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, thậm chí còn dẫn động đại trận của Thất Huyết Đồng. Theo bảy con mắt ở xa xa lập lòe, một màn sáng màu đỏ lập tức xuất hiện ngăn cản cơn sóng biển này. Âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra trong khoảng cách gần, khiến cho bên tai mọi người trong bến cảng số 176 như có thiên lôi vang vọng. Hứa Thanh nhíu mày vung tay phải lên, pháp lực trong cơ thể lập tức tản ra bao phủ lấy Cố Mộc Thanh cùng với Đinh Tuyết vào bên trong. Ngăn cách âm thanh nổ vang khiến cho tâm thần cũng phải rung chuyển trong khoảng cách gần này. Nhưng hơn 30 đệ tử Thất Huyết Đồng phía sau thì có chút khổ sở, từng người phun ra máu tươi và nhao nhao rút lui, âm thanh này thật sự đã có thể tạo thành tổn thương đối với đệ tử ngưng khí. Hứa Thanh nheo mắt lại, đội trưởng một bên sờ sờ cằm nhìn Nhị Điện Hạ bên cạnh. Nhị Điện Hạ cũng nhíu mày, nàng nhìn qua cửa khẩu lớn Thất Huyết Đồng ở xa xa, bỗng nhiên mở miệng. Có ý gì? Ai nha? Tỷ tỷ không nên tức giận. Theo giọng nói của Nhị Điện Hạ truyền ra, từ cửa khẩu lớn ngoài bến cảng lập tức có một giọng nói thanh thúy đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái xúc tu cực lớn từ dưới mặt biển ngoài cửa lớn của bến cảng Thất Huyết Đồng phá biển mà ra. Cái xúc tu này dài tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, lúc này nó trực tiếp vượt qua cửa khẩu lớn của bến cảng Thất Huyết Đồng, lập tức rơi vào bên trong bến cảng. Tiếp sau đó có thêm từng cái xúc tu duỗi ra từ trong mặt biển. Trong nháy mắt tiếp theo, một con chư ngư vô cùng khổng lồ từ dưới mặt biển ngoi lên. Trên đầu con chư ngư này có một người tựa như thiếu nữ đang ngồi, sở dĩ dùng từ tựa như là bởi vì trên người nàng mặc một bộ trang phục màu đen. Nhưng hoàn toàn không phải là cách ăn mặc của nữ tử, thậm chí tóc cũng không phải rất dài mà còn rất ngắn. Nhưng bộ dáng lại cực kỳ mềm mại. Trong lúc nàng nói ra thì con chư ngư cực lớn kia đã hoàn toàn leo ra từ dưới biển, sau đó liền trực tiếp nhích tới gần bờ của bến cảng số 176. Từng giọt nước biển màu đen rơi vãi trên mặt đất, có một chút đã rơi vào trên người đệ tử Thất Huyết Đồng. Về phần hải tinh tộc ở bên cạnh thì lúc này phần lớn tộc nhân của hải tinh tộc đều đang run rẩy, nhao nhao cúi đầu. Bởi vì bản thân của con chư ngư cực lớn này tản mát ra khí tức như là một trưởng lão kim đan vậy. Loại hải thú kinh khủng như thế này, bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên chiến lực thường thường siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này uy áp trên người của nó còn càng không kiêng nể gì cả khuếch tán về bốn phía. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh lui ra phía sau vài bước tránh được nước biển hạ xuống. Ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn lên phía trên của con chư ngư cực lớn này, giờ phút này người thiếu nữ mặc đồ đen cũng đã đứng lên. Thiếu nữ này tầm 15-16 tuổi, một khuôn mặt hình trái xoan, môi hơi mỏng và đôi mắt linh động, rất là thanh tú. Lúc này thân thể mềm mại của nàng nhảy lên rồi từ trên cao hạ xuống, không hề liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng, mà chạy thẳng đến chỗ Nhị Điện Hạ. Tỷ tỷ, chuyện này không trách ta được, đều do Tiểu Bì. Nói xong thiếu nữ liền giơ tay phải lên vung về phía sau, từng đám gai sắc lập tức trống rỗng xuất hiện ở bốn phía quanh người nàng. Bên trên tràn ra quang mang sắc bén, còn mang theo lực lượng kinh người bay thẳng đến con chư ngư. Mục tiêu không phải là thân hình da dày thịt béo kia, mà là con mắt của nó. Trong nháy mắt tiếp theo thì toàn thân con chư ngư này lập tức chấn động, con mắt bị đâm vào rất nhiều gai nhọn màu đen. Nhưng nó cũng không dám né tránh, rõ ràng rất đau nhưng cũng không dám vùng vẫy, mặc kệ máu đen chảy xuống. Tỷ tỷ đừng giận nha, ta giúp người, đánh nó. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, đôi mắt của hắn hơi co rút lại, lúc ánh mắt của hắn đảo qua vị thiếu nữ mặc đồ đen này thì đáy lòng của hắn bỗng xuất hiện một chút chấn động. Dưới con mắt của Hứa Thanh, hình như đối phương có một thứ gì đó khác với tất cả những người mà hắn đã từng chứng kiến. Vô luận là đội trưởng hay là đạo tử của hải thi tộc, thậm chí là trưởng lão trong tông môn cùng với phong chủ, tất cả đều khác biệt với người thiếu nữ này. Dường như đối phương
vô cùng thuần khiết. Loại thuần khiết này khiến cho Hứa Thanh lập tức hiểu ra nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là đầu nguồn khiến cho đáy lòng của hắn chấn động. Nàng không hề có dị chất. Ngoài hắn ra, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy tu sĩ không có dị chất trên người. Loại thuần khiết từ trên thân thể của nàng khiến cho nàng tựa như thần nữ vậy. Thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được hơn 100 pháp khiếu trên người nàng đều đang tràn ra tia sáng. Hứa Thanh đảo qua và xác định là 104 đạo. Hiển nhiên vị thiếu nữ này vẫn còn đang trong giai đoạn mở pháp khiếu, nhất định có thể đạt tới 120 đạo, thậm chí siêu việt cũng không phải là không được. Dẫu sao lúc trước Hứa Thanh đã từng cảm thụ, 120 cũng không phải là cực hạn. Ngôn ngôn, nơi này là Thất Huyết Đồng, ngươi, nhị điện hạ nhíu mày, nói với thái độ có chút không vui. Được rồi, tỷ tỷ, ta sai rồi. Thiếu nữ mặc hắc y bước nhanh đến bên người nhị điện hạ, sau đó ôm lấy cánh tay tráng kiện của nàng, dịu dàng mở miệng. Hiển nhiên quan hệ của nàng và nhị điện hạ không giống bình thường, lúc này nhị điện hạ lắc đầu nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, ngôn ngôn không phải cố ý. Đội trưởng tươi cười đánh giá thiếu nữ mặc hắc y này một chút. Thiếu nữ này cũng tò mò nhìn về phía đội trưởng, sau đó lộ ra hai cái núm má đồng tiền, nhẹ nhàng cười một cái. Ánh mắt của ngươi thật phiền quá à, nếu dám nhìn ta tiếp, ta sẽ kêu tiểu bì móc mắt ngươi ra. Đội trưởng nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cố gắng trợn to mắt, hình như đang biểu lộ đôi mắt của mình đẹp như thế nào, còn lấy ra một quả táo, gặm xuống một ngụm. Không sao, ta tặng cho ngươi cũng có thể, thế nào, đổi một bình đông u dịch, đổi hay không? Thiếu nữ mặc hắc y hơi dương mắt lên. Nhị điện hạ vội vàng kéo thiếu nữ hắc y tới bên cạnh, lúc này thiếu nữ mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người nơi đây, cuối cùng cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Lúc đầu nàng vốn chỉ khẽ quét qua mà thôi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Thanh. Tỷ tỷ, người này không phải đồng môn của ngươi đúng không? Ta muốn gương mặt đó của hắn để chế tạo thành mặt nạ, đeo vào đi ra ngoài nhất định nhìn rất đẹp mắt. Thiếu nữ hắc y không hề chỉ nói mà thôi, trong mắt nàng thật sự lộ ra một tia kỳ dị. Thậm chí trong mắt của con chư ngư cực lớn ở bên cạnh lúc này cũng đều lộ ra một tia lạnh như băng, lập tức khóa chặt khí tức Hứa Thanh. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457, kẻ đến không có ý tốt 2. Mọi người bốn phía nhao nhao căng thẳng, nhất là Hải Tinh tộc còn lui toàn bộ ra phía sau. Hứa Thanh không nói gì, nhưng đã sớm hội tụ pháp lực trong cơ thể. Cái bóng dưới chân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt thiếu nữ mặc hắc y nheo lại, đáy lòng nhị điện hạ bên cạnh thở dài, nghiêm túc nhìn thiếu nữ mặc hắc y. Không thể. Nàng biết rõ Hứa Thanh, biết chắc hắn là bằng hữu của Hoàng Nham, vì vậy sau khi nói xong liền nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, thật ngại quá, ngươi về trước đi, ta sẽ kêu Hoàng Nham tới giải thích chuyện này với ngươi. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, sau khi thiếu nữ mặc hắc y nghe thấy tên Hoàng Nham, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Tỷ tỷ, tại sao? Ngươi lại che chở cho hắn như vậy? Ngươi thích hắn sao? Vậy ta không cần mặt của hắn nữa, nhưng ta có thể phá nha. Nói xong thì thân thể của nàng chợt khẽ động, nháy mắt bộc phát tốc độ bay thẳng đến phía Hứa Thanh, trong mắt cũng lộ ra địch ý cùng sự hung ác vô cùng mãnh liệt. Loại địch ý cùng sự hăng ác này vô cùng khó hiểu, nhưng nàng ra tay cực kỳ mạnh mẽ, Hứa Thanh cũng đã sớm đề phòng. Mệnh hỏa trong cơ thể lập tức được đốt lên, một cái chớp mắt liền bước vào huyền diệu thái, hắn đồng dạng lao ra và bay thẳng đến thiếu nữ kia. Cùng lúc đó, Trương Ngư bên cạnh trong chốc lát tràn ra uy áp kim đan cũng muốn động thủ, nhưng vào lúc này có một tiếng gầm nhẹ từ trên ngọn núi thứ 6 của Thất Huyết Đồng như thiên lôi truyền đến. Càn rỡ! Theo giọng nói này truyền đến, con Trương Ngư cảnh giới kim đan lập tức run lên một cái rồi khí tức trực tiếp tán loạn. Oanh một tiếng giống như bị trấn áp, bị một luồng lực lượng vô hình áp vào trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này đội trưởng cũng chợt nhoáng một cái, bay thẳng đến con Trương Ngư bị phong chủ ngọn núi thứ 6 trấn áp. Khí tức băng hàn trên thân lập tức bộc phát, sau khi tới gần trực tiếp ôm một cái xúc tu của con Trương Ngư, cắn một cái. Cùng lúc đó, Hứa Thanh và thiếu nữ hắc y kia cũng đã va chạm cùng nhau ở trên không trung, trong tiếng nổ vang. Nàng giơ móng tay hung hăng cào tới trên mặt Hứa Thanh.
Hứa Thanh không né tránh chút nào mà tay phải hình thành dao găm, trực tiếp dùng sức cắt một cái về phía cổ thiếu nữ. Thiếu nữ vặn vẹo thân thể một cái tránh đi con dao găm của Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đầu gối Hứa Thanh giơ lên, hung hăng thúc vào lồng ngực của nàng, oanh một tiếng thì thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đống giấy vụn. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, không chần chừ chút nào lấy ra một bình nhỏ chứa chất lỏng màu đen, toàn lực vỗ về phía sau. Oanh một tiếng, bình nhỏ vỡ vụn, và chất lỏng màu đen bên trong khuếch tán ra, một bộ phận đã rơi vào trên bàn tay Hứa Thanh. Nhưng càng nhiều bộ phận tản ra tới trên tay phải của thiếu nữ đột nhiên đi ra từ hư vô phía sau Hứa Thanh. Sắc mặt của thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, nàng chợt hất tay lên nhưng không hất ra được, bên trong chất lỏng màu đen kia ẩn chứa vô số con sâu nhỏ. Ngay một khắc đụng chạm cùng bàn tay của thiếu nữ thì bọn chúng liền nhanh chóng theo từng lỗ chân lông chui vào bên trong. Người! Thiếu nữ mặc hắc y vừa muốn mở miệng, trong mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ và lập tức lao ra, que sắt màu đen cũng tức khắc từ bên trong cái bóng bay lên, phóng thẳng đến người thiếu nữ này. Nguy cơ ngay trước mắt, từ trên ngọn núi thứ 6 truyền ra giọng nói không kiên nhẫn. Đủ rồi! Giọng nói này vừa truyền ra thì thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động, trước người xuất hiện lực cản vô cùng lớn, chỉ có thể rút lui. Thiếu nữ mặc hắc y cũng đồng dạng như vậy, sắc mặt trắng bệch và rút lui. Trong lúc này nàng cũng cúi đầu nhìn bàn tay, lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng nghiến răng, cầm ra một tấm phù văn màu vàng, trực tiếp áp vào trên tay phải, lúc này mới ngăn cản những con sâu nhỏ màu đen trong đó khuếch tán. Nhị điện hạ cũng đi đến rất nhanh, sau khi nhìn thấy một màn này liền thầm than một tiếng, khi nhìn về Hứa Thanh lộ ra một cái biểu cảm áy náy. Đỡ lấy thiếu nữ mặc hắc y, ngươi gọi là Hứa Thanh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, gương mặt này của ngươi ta muốn chắc rồi. Mặt khác, ngươi nói với tên hoàng nha mập mạp chết bầm kia, vậy mà y dám dây dưa tới tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết chết y. Sắc mặt của thiếu nữ vô cùng âm trầm, sau khi nói ra từng chữ, liền bị nhị điện hạ lôi đi rời khỏi bến cảng. Đội trưởng bên đó cũng đang toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào dung chuyển được máu thịt của sinh vật kim đan. Cuối cùng lựa chọn một bộ phận nhỏ hơn, toàn lực cắn xé, cuối cùng cắn đứt một chút xúc tu của nó. Con trương ngư kia muốn vùng vẫy nhưng vẫn đang bị trấn áp nên không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, nhưng hiển nhiên là thiếu nữ mặc hắc y kia đã quên mất nó rồi. Về phần những người hải tinh tộc kia, lúc này bọn họ đều vô cùng kính sợ nhìn Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Trong cái nhìn của các nàng, hai người kia đều là tên điên, một kẻ thừa dịp hải thú kim đan bị trấn áp, không muốn sống mà điên cuồng cắn xé như thú hoang, một tên lại dám ra tay với tiểu công chúa của Đông U đảo, rất rõ ràng thật sự có ý muốn giết người. Một tên điên hơn so với một tên, hai người này không thể trêu chọc. Điều này làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến treo thưởng của hải thi tộc, đáy lòng cảm thấy đích xác chỉ có loại người như vậy mới có thể làm ra chuyện lớn như thế được, vì vậy liền nhao nhao rời khỏi. Rất nhanh bến cảng cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh, đội trưởng cùng với con trưng ngư bị trấn áp, về phần Cố Mộc Thanh cùng Đinh Tuyết và các đệ tử khác đều đã được đội trưởng an bài rời đi. Đinh Tuyết có chút lo lắng nhưng nàng cũng biết bọn họ có lời muốn nói, vì vậy cáo từ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cố Mộc Thanh còn đưa cho Hứa Thanh một bình thuốc. Hứa Thanh sư huynh, đan dược này có hiệu quả trấn áp đối với độc trùng. Hứa Thanh gật đầu nói cảm tạ nhận lấy. Cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi, đội trưởng vác tới cái xúc tu vừa cắn xuống kia, chạy tới bên người Hứa Thanh, tươi cười mở miệng. Việc này không liên quan tới ta, thiếu nữ kia đã thích lão nhị nhiều năm, rõ ràng đã tra được ngươi và Hoàng Nham là bạn tốt. Lần này tới chính là muốn tìm Hoàng Nham để kiếm phiền phức, ngươi là bị liên lụy. Nhưng mà có lẽ nàng cũng không ngờ rằng ngươi khó chơi đến vậy. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, hắn không nói chuyện mà đi về phía con Trương Ngư. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, chém một chân. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, đừng nha, thời gian trấn áp sắp hết rồi. Đội trưởng cấp bách, vậy ngươi tới hỗ trợ ta, chém thật nhanh. Hứa Thanh đi đến trước mặt con trưng ngư cực lớn kia, trong khi đối phương nhìn hắn với vẻ hằm hằm, trong tay của hắn hình thành một thanh chủy thủ, cắt thật mạnh tới. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 458,
Bộ hung ti chịu trách nhiệm. 1. Tại sao ta lại cảm thấy dạo gần đây ngươi trở nên còn tham lam hơn cả ta vậy? Đội trưởng tức giận mở miệng, nhưng ra tay cũng rất mạnh mẽ, khiến cho tốc độ cắt của Hứa Thanh cũng trở nên nhanh hơn. Vì vậy, trong khi con Trưng Ngư tu vi kim đan đang bị áp chế, mặc kệ nội tâm của nó tức giận ngập trời, cuối cùng Hứa Thanh cũng đã thành công cắt được một phần nhỏ của chiếc xúc tu của nó. Dù chỉ là nhỏ so với nó nhưng đã dài hơn một trượng, sau đó hắn liền vác trên vai rồi nhanh chóng phi hành chạy trốn khỏi nơi này cùng với đội trưởng. Cho đến một lúc lâu sau, uy áp trên người con Trưng Ngư kim đan này mới tiêu tán, nó chợt gào thét muốn bò lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo toàn thân nó run lên rồi lại nằm im ở trên mặt đất. Bởi vì, chẳng biết từ lúc nào mà phía trước của nó bỗng có một thân ảnh trung niên đi tới, đó là một người trung niên với vẻ mặt đau khổ, trong tay cầm một hồ lô rượu, vừa đi vừa uống. Người này chính là phong chủ ngọn núi thứ 6. Nguyên bản thì vị phong chủ của ngọn núi thứ 6 này cũng từng là một thiên kiều của Thất Huyết Đồng giống như Thất Gia, thuộc về nhóm người vào tông môn cùng một thời kỳ với Thất Gia, nhưng về sau lão gặp phải một vài sự tình vô cùng bi thảm. Đạo lữ của lão chết thảm, chỉ có lão cùng với nhi tử độc nhất còn sống sót, lão mang theo sự bi phẫn vô hạn mà ký thác tất cả tình cảm vào trên người vị nhi tử độc nhất của mình, mà nhi tử của lão đích xác cũng không phụ hy vọng. Nhiều năm trước ở trong Thất Huyết Đồng, nhi tử của lão cũng coi như là hạng người nhân tài kiệt xuất. Nhưng vào một lần ra biển rèn luyện, con của lão liền mất tích, ngọc giản tính mạng ở trong tông môn cũng vỡ vụn, việc này đã tạo thành một chấn động cực lớn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hung thủ, chuyện này cũng đã trở thành khúc mắc không cách nào tiêu tan trong lòng của phong chủ ngọn núi thứ 6. Từ đó về sau, rượu đã trở thành thứ không thể rời tay của lão. Giờ phút này phong chủ ngọn núi thứ 6 đau khổ đến tận xương tủy, vừa uống rượu vừa đi tới trước mặt con Trương Ngư. Dạo gần đây ta đang luyện pháp khí, con mắt của ngươi rất thích hợp, cho ta đi. Trương Ngư càng lúc càng run rẩy nhưng cũng không dám do dự, nhanh chóng giơ xúc tu lên rồi tự đâm vào trên con mắt của mình và dùng sức móc ra. Máu tươi tràn ngập, nó cung kính đưa con mắt của mình cho phong chủ của ngọn núi thứ 6. Ngươi có thể cút, đợi chủ của mình ở bên ngoài. Phong chủ của ngọn núi thứ 6 tiếp nhận con mắt, ném vào trong bầu rượu rồi quay người đi về ngọn núi thứ 6. Con Trương Ngư kia cung kính cúi đầu, cho đến khi phong chủ ngọn núi thứ 6 tan biến nó mới run rẩy ngẩng đầu. Nhanh chóng bơi vào trong biển rồi lẻn vào cực sâu, sau khi rời xa Thất Huyết Đồng thì thân ảnh kia lập lòe tia sáng, hóa thành một đại hán. Mặc dù hai con mắt của nó đã mù, nhưng lúc này máu thịt trên mi tâm của nó bỗng nhiên nhúc nhích rồi lần nữa mọc ra một con mắt. Giờ phút này nó nhìn qua Thất Huyết Đồng, thần sắc trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Theo lão tổ Thất Huyết Đồng đột phá, những đồng tử Thất Huyết Đồng này càng tự tin hơn so với trước rồi, nhìn qua thì nơi này như là một tông môn bên ngoài do liên minh bảy tông trong đại lục vọng cổ lập ra, nhưng trên thực tế, một số năm qua thì Thất Huyết Đồng đã gần như trở nên độc lập. Tầng dưới chót dưỡng cổ tàn khốc, tầng giữa nuôi thả không có quy tắc, tản ra mà dưỡng. Nhưng một khi đưa vào tự liệt liền không khác gì với việc đã bước vào cao tầng, nhất định Thất Huyết Đồng sẽ bao che khuyết điểm. Dù cho liên minh bảy tông nhiều năm trước phát hiện, muốn luân phiên thay đổi lão tổ và bảy phong chủ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, lão tổ huyết luyện tử vẫn thủy chung ở đây. Xử lý mọi việc thuận lợi, cho dù bảy phong chủ thỉnh thoảng có thay phiên quay về liên minh bảy tông, nhưng phần lớn cũng đặt lòng ở Thất Huyết Đồng. Đây là một cái tông môn đang quật khởi, vẻ kiêng kỵ trong mắt đại hán càng sâu. Trong khi đại hán kim đan hóa hình hiện ra các loại suy nghĩ trong lòng, Hứa Thanh và đội trưởng đã tách ra. Sau khi về tới chính nơi cập bến của mình, hắn liền đi vào trong khoang thuyền rồi xuất ra thẻ tre của mình, khắc xuống hai chữ Ngôn Ngôn ở phía trên thẻ tre, nhưng lại vẽ thêm một vòng tròn. Cái này đại biểu tạm thời không thể giết người này, phải đợi đối phương ra khỏi Thất Huyết Đồng, sau đó mới lại tìm cơ hội bí mật tiêu diệt. Như thế mới có thể tránh bị dính phiền phức. Lại tới. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen vô cùng hưng phấn khi nhìn tên trên chiếc thẻ tre, nhất là khi chú ý tới tên của chính mình. Hứa Thanh khắc xong, đang muốn thu hồi nhưng khi quét mắt nhìn que sắt màu đen đang run nhẹ nhẹ một bên. Nghĩ đến đoạn thời gian trước đối phương rất cố gắng, vì vậy hắn liền gạch thêm một gạch trên năm chữ Lão tổ Kim Cương Tông. Lần này,
Việc được Hứa Ma Đầu thêm một gạch trên thẻ tre lập tức hóa thành một cỗ cảm giác kích động và cảm động trước đó chưa từng có trong lòng lão tổ Kim Cương Tông. Có thể thấy rõ ràng que sắt màu đen đang run rẩy vô cùng kịch liệt vì vui sướng. Lão cảm thấy quả thật đáng giá, sự trả giá và cố gắng lúc trước của mình chính là vì thời khắc này, vô cùng đáng giá. Đa tạ, chủ tử. Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông hiện ra, trong giọng nói còn mang theo một chút sự rung động, cúi đầu về phía Hứa Thanh. Lão cảm thấy trong khoảng thời gian này mình quả thực quá khổ, nhất là cái bóng còn lập công nhiều lần khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông có áp lực cực lớn. Nhiều lần lão tu luyện còn sắp sinh ra tâm ma, có một loại cảm giác tùy thời sẽ bị vứt bỏ. Nhưng giờ phút này đây, bởi Hứa Thanh gạch thêm một cái, hầu như tất cả mối lo sợ đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà trong lúc cảm xúc của lão tổ Kim Cương Tông kích động, giờ phút này lão không hề chú ý tới cái bóng sau lưng Hứa Thanh. Lúc này nó đang mở ra một con mắt cố gắng quan sát và học tập lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thanh cũng động viên vài câu với lão tổ Kim Cương Tông đang kích động, sau đó liền thu hồi thẻ tre, hắn đi ra khoang thuyền và ngồi nhìn ra xa xa. Hắn đang đợi một người. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 459, Bộ Hung Ti chịu trách nhiệm. 2. Cũng không cần đợi quá lâu, tới nửa đêm có một đạo thân ảnh tròn vo lung la lung lay xuất hiện ở trong tầm mắt của Hứa Thanh. Người này đến gần thì lập tức có thể nhận ra chính là Hoàng Nham. Cũng có thể thấy rõ ràng là y đã uống hơi nhiều rượu, lúc đi đường cũng siêu siêu vẹo vẹo, khuôn mặt hiện lên vẻ phiền muộn. Thậm chí lần này Hoàng Nham cũng không ngồi ở bên bờ nữa, mà lần đầu tiên nhảy lên phía trước rồi bước lên pháp thuyền của Hứa Thanh. Sau khi hạ xuống, Hoàng Nham liền phù phù thổi một tiếng, ngồi ở một bên và thở dài. Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay tính thành ta thiếu nợ ngươi, thật sự có lỗi, ta cũng không ngờ khuê mật của sư tỷ là loại hàng háo sắc như thế. Nói xong, Hoàng Nham xuất ra một túi chữ vật, từ trong lồng ngực, trịnh trọng đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh huynh đệ, trước mắt trên người ta không có nhiều đồ vật, trong này có 20 vạn linh thạch, tính là tấm lòng lần này của ta. Hứa Thanh không hề đón nhận, mà nhìn qua Hoàng Nham. Ngươi dự định xử lý việc này như thế nào? Hoàng Nham thở dài. Loại tình cảm như tình yêu này, tại sao lại hành hạ người như vậy chứ? Ta cũng quá khó khăn, Hứa Thanh, ngươi biết không, ta tới Thất Huyết Đồng chính là vì sư tỷ đó. Năm đó ta đứng từ xa xa nhìn nàng một cái. Chỉ nhìn một cái thôi là từ đó nội tâm của ta liền toàn bộ đều là thân ảnh của nàng. Cuối cùng ta liền quyết định đi đến Thất Huyết Đồng, ta muốn biến nàng trở thành đạo lữ của ta. Hôm nay cảm xúc của Hoàng Nham có chút không giống với lúc thường ngày. Khi nói đến đây y liền xuất ra một bầu rượu, uống xuống một ngụm lớn sau đó lại lấy ra một bầu rượu ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, cũng uống một ngụm. Kiểu gì ta cũng không ngờ tới, vậy mà khuê mật của nàng cũng là đối thủ của ta. Ngươi biết không, hôm nay sau khi con quỷ nhỏ kia đến thì một mực quấn lấy sư tỷ liền không có thời gian để ý tới ta nữa. Hôm nay lúc ta đi tìm sư tỷ còn hiện ra một bộ dạng rất chột dạ, sau đó liền đuổi ta đi. Lúc ấy ta đã cảm thấy không bình thường, khi trở về uống rượu xong hỏi thăm một chút mới biết được, hóa ra con quỷ nhỏ kia lại muốn tranh đoạt sư tỷ cùng ta. Hoàng Nham cực kỳ phẫn nộ, hết lần này tới lần khác. Lại chọn đúng thời điểm này, nếu ả tới sớm mấy tháng, ta thổi một hơi liền giết chết ả. Cảm xúc của Hoàng Nham chấn động rất kịch liệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ hơi mê mang, hắn cũng không hiểu lắm về vấn đề này, cũng chưa từng có loại buồn rầu thế này. Cho nên hắn cũng không hiểu cho lắm, cũng không biết nên an ủi như thế nào mà chỉ có thể giơ bầu rượu lên. Hoàng Nham liếc mắt nhìn Hứa Thanh, lần nữa thở dài rồi cầm lấy bầu rượu cụng một cái cùng Hứa Thanh, uống vào một ngụm lớn. Ngươi còn quá nhỏ. Vừa nói đến đây, Ngọc Giản truyền âm trong túi chữ vật của Hoàng Nham chấn động cấp tốc, y nhíu mày lấy ra, sau khi nhìn một cái thần sắc lập tức trở nên càng không vui. Cùng lúc đó Ngọc Giản truyền âm của Hứa Thanh cũng có chấn động tương tự, Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra, theo pháp lực tràn vào thì tin tức trong đó lập tức nhanh chóng hiện ra. Một khắc đồng hồ trước, bộ hung ti nhận được tin cầu viện, có cường giả trúc cơ ngoài tông phá hủy Hoa Tiêu ti khiến đông đảo đệ tử bị thương. Tuần tra ti lập tức đi đến nhưng cũng bị đánh trọng thương ngay tại chỗ, hơn nữa còn bị trấn áp.
Bộ hung ti bộ chữ huyền đi tiếp ứng, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, cũng bị trấn áp ở bên trong. Đối phương yêu cầu để cho hoàng nham của Hoa Tiêu Ti ở bến cảng số 176 lập tức tới gặp. Việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta, xin Hứa Phó Ti định đoạt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua hoàng nham bên người, lúc này sắc mặt của hoàng nham cũng vô cùng khó coi ngẩng đầu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh thì lập tức lộ ra vẻ áy náy, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhoáng một cái rời khỏi pháp thuyền rồi phi thẳng đến Hoa Tiêu Ti. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng hoàng nham, nghĩ tới từng màn bên trong cửa hàng của ngọn núi thứ 6 ngày ấy, lại nhìn cái túi chữ vật lúc nãy mình chưa nhận còn được đặt lẳng lặng ở một bên. Hoàng Nham là một người trượng nghĩa. Hứa Thanh lặng lẽ đứng lên, đi đến Hoa Tiêu Ti. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với Hoàng Nham, cho nên không lâu sau đã nhìn thấy Hoàng Nham xa xa đang chạy nhanh. Khi thấy Hứa Thanh đến cũng làm cho Hoàng Nham trầm mặc, sau đó y liền nở nụ cười với hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Tiêu Ti báo án, tất nhiên ta phải đi. Hứa Thanh cũng nở nụ cười mà đáp lời. Hứa Thanh, ngươi là người rất đặc biệt. Ta tới Thất Huyết Đồng nhiều năm nhưng trên thực tế thì không có một người bạn nào. Trong mắt của ta chỉ có sư tỷ mới có thể khiến cho ta sống qua những năm này, nhưng giờ ta đã có thêm một người bạn là ngươi. Bằng hữu của ta thật sự rất ít. Hoàng Nham thở sâu, không nói tiếp mà cố gắng chạy nhanh đồng hành cùng Hứa Thanh. Cả hai càng lúc càng cách Hoa Tiêu Ti càng gần hơn. Kiến trúc của Hoa Tiêu Ti ở trong bến cảng số 176 có hình dáng của một cái thuyền buồm. Lúc này ngay khi bọn hắn tiến đến gần, có một cỗ chấn động kinh người từ bên trong Hoa Tiêu Ti phía trước ầm ầm bộc phát. Tòa kiến trúc hình thuyền buồm trực tiếp vỡ ra từ bên trong, chia năm xẻ bảy sụp đổ. Một đạo thân ảnh màu đen lập tức lao ra từ trong đó với tốc độ vô cùng kinh người, bay thẳng đến vị trí của Hoàng Nham. Hứa Thanh nheo mắt lại, mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt bốc cháy, lập tức mở ra huyền diệu thái, một bước đi ra trước mặt Hoàng Nham. Tay phải giơ lên rồi hung hăng đập tới, hỏa diễm màu đen lập tức tản ra trong phạm vi lớn, trực tiếp đụng phải thân ảnh màu đen lao tới gần. Âm thanh nổ mạnh truyền khắp bốn phương, thân ảnh màu đen kia vặn vẹo một cái rồi xuất hiện ở trên đá vụn một bên. Cũng chính là thiếu nữ mặc hắc y tên Ngôn Ngôn đã từng giao thủ cùng Hứa Thanh lúc trước. Tại sao lại là ngươi? Thiếu nữ mặc hắc y nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua từ Ngôn Ngôn, nhìn Hoa Tiêu Ti bị đập phá, hắn thấy được trong đó chí ít có trên trăm đệ tử của ba ti đang siêu siêu vẹo vẹo nằm ở nơi đó. Cả đám đều bị trọng thương nhưng không có ai tử vong, Hứa Thanh còn nhìn thấy bên trong có cả tiểu tử câm. Hứa Thanh đảo ánh mắt thì sắc mặt trở nên âm trầm, lại nhìn qua bốn phía. Không cần nhìn nữa, với thân phận của ta thì đừng nói là không giết người, coi như là ta giết người thì ngươi cho rằng khi ta giết những thứ đệ tử dưỡng cổ dưới núi như các ngươi sẽ có người tới ngăn cản ta sao? Từ khi ta ra tay đến bây giờ thì không hề gặp ai ngăn cản cả. Thiếu nữ mặc hắc y nhìn qua mặt Hứa Thanh, liếm liếm bờ môi. Bất quá ta không ngờ, rõ ràng ngươi đã tiến vào tự liệt của Thất Huyết Đồng, nói như vậy thì có chút khó xử lý. Ngươi sai rồi, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Sở dĩ tông môn không phản đối ngươi ra tay là bởi vì chuyện này của ngươi thuộc về trách nhiệm của bộ hung ti, mà trước khi ta báo cáo thì nơi đây sẽ do bộ hung ti chịu trách nhiệm như cũ. Nói xong Hứa Thanh giơ tay phải lên, bóp nát một khối ngọc giản tín hiệu thuộc về bộ hung ti, trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo ánh sáng chói lóa từ bên trong khối ngọc giản vỡ vụn bay lên không, ở trong đêm tối thì đạo ánh sáng này trực tiếp tràn ra một luồng ánh sáng bảy màu, sau đó hội tụ thành một chữ hung. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bát phương. Điều khoản thứ bảy của bộ hung ti, tu sĩ ngoài tông làm loạn tại chủ thành, bộ hung ti có thể truy nã. Toàn bộ đội viên bộ phận chữ huyền của bộ hung ti nghe lệnh, phong tỏa bến cảng số 176, truy nã hung thủ này. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 460, như thế nào là tự liệt? 1. Truy nã. Thiếu nữ mặc hắc y nghe vậy liền nở nụ cười, nhưng ngay khi tiếng cười kia truyền ra, bên trong vô số góc ngách ở bến cảnh số 176 lập tức truyền ra từng giọng nói. Tuân theo pháp lệnh. Theo những giọng nói xuất hiện thì từng đạo thân ảnh từ trong góc lao ra, trọn vẹn hơn 1.000 người và phong tỏa toàn bộ bến cảng số 176.
chỉ là một đám ngưng khí mà muốn phong tỏa ta. Ta giết trước mấy tên cho các ngươi xem. Trong mắt thiếu nữ mặc hắc y lập tức lộ ra sát ý, mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt được mở ra, khí tức ba đoàn mệnh hỏa lập tức tản ra ngập. Trời, tốc độ bộc phát bay thẳng lên không rồi lao đến những đệ tử bộ hung ti vừa lao ra kia. Hứa Thanh lạnh lẽo nhìn qua, giơ cao lệnh bài thân phận và nhàn nhạt mở miệng. Hứa phó ti Hứa Thanh của bộ hung ti, thỉnh đại trận tông môn, cấm không trên bầu trời trong bến cảng số 176, khiến cho tu sĩ không phải người bổn tông không thể phi hành ở nơi đây. Lời Hứa Thanh vừa thốt ra, một tiếng chuông lập tức vang lên rồi truyền ra vang vọng khắp bốn phương. Đồng thời lực lượng trận pháp của thất huyết đồng ầm ầm bộc phát rồi trực tiếp bao phủ nơi đây, khiến cho thiếu nữ mặc hắc y đang phi hành giữa không trung trở nên biến sắc. Thân thể ả lập tức vang lên một tiếng oanh, bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp, trực tiếp bao phủ toàn thân và cưỡng ép đè xuống dưới mặt đất. Không thể bay lên trên không chút nào, thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng bị trấn áp đến mức lung lay sắp tắt. Người to gan. Mặc dù ả thiếu nữ bị trấn áp, nhưng sát cơ trong mắt không giảm bớt mà ngược lại càng đậm hơn, cả người tràn ngập lửa giận. Hứa Thanh không có nói sai, sở dĩ lúc trước thiếu nữ này có thể kiêu ngạo như thế mà không có người tới ngăn cản là bởi vì trật tự cùng pháp quy bên trong thất huyết đồng cực kỳ uy nghiêm. Hầu như sẽ không xuất hiện sự tình vượt rào, trừ phi là ti hạ cấp không cách nào xử lý rồi báo cáo lên trên, bằng không mà nói ti thượng cấp sẽ không tham dự. Toàn bộ thất huyết đồng đều được vận hành dưới hệ thống quy tắc này, chưa có ngoại lệ. Ngoài đệ tử trong tông, tu sĩ ở nơi này không thể đốt lên hai đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang phẫn nộ đến cực hạn, căn bản hắn không cần ra tay. Hắn chỉ cần dựa vào chức quyền của bộ hung ti cùng với thân phận tự liệt của mình ở bên trong thất huyết đồng, hắn cũng có sức mạnh của quy tắc. Mà sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Hứa Thanh nhạy cảm phát giác được có rất nhiều ánh mắt từ khắp nơi đang nhìn về nơi đây, hắn không muốn bởi vì lần hành động này mà lộ ra một chút bí mật của bản thân. Lúc này theo lời nói của hắn truyền ra, đại trận của thất huyết đồng lần nữa nổ vang, một cỗ lực lượng vô hình lần nữa bao phủ nơi đây. Sắc mặt của hắc y thiếu nữ lập tức cuồng biến, theo trận pháp nổ vang thì đoàn mệnh hỏa thứ ba đang cháy trong cơ thể ả bị dập tắt trong nháy mắt. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ hai, cũng tương tự bị cưỡng ép dập đi. Chỉ còn lại một đoàn mệnh hỏa còn đang đốt cháy, mà bị trấn áp như vậy thì đối với thiếu nữ mặc hắc y mà nói cũng có trình độ bị cắn trả nhất định. Ả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên trán của ả nổi lên rất nhiều gân xanh, sát ý trong mắt dâng lên đến mức độ kinh người. Cả người tựa như xù hết cả lông lên vậy, điên cuồng vùng vẫy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lập tức triển khai tấn công, cái bóng che đậy mệnh đăng và Hứa Thanh mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Mở ra huyền diệu thái thì tốc độ của hắn vô cùng kinh người, trực tiếp phá không lao đi, giây lát liền tới trước mặt ả thiếu nữ rồi đánh ra một cái tát. Oanh một tiếng, thiếu nữ này há miệng phun ra máu tươi, bên má phải sưng lên thật to, rất nhiều răng hàm bị ả phun ra, thân thể cũng trực tiếp đâm vào tòa kiến trúc bên cạnh. Hứa Thanh bước ra một bước với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu nữ này và đạp tới một cước. Toàn thân thiếu nữ lóe lên tia sáng, lúc này một sợi dây chuyền treo trước ngực liền phát ra ánh sáng lập lòe, khiến cho bên ngoài thân thể của thiếu nữ hiện ra một lớp phòng hộ, ầm một tiếng thì bàn chân đạp tới của Hứa Thanh lập tức bị ngăn cản. Mà ả thiếu nữ kia cũng mượn thời gian lớp phòng hộ ngăn cản mà cấp tốc bò đi về phía xa. Sắc mặt dữ tợn và trong mắt lóe lên sự điên cuồng, trực tiếp giật xuống một sợi dây chuyền với thần sắc rất tàn nhẫn. Ngoài đệ tử, trong tông, nơi đây không thể sử dụng bất luận pháp khí và pháp bảo nào. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trận pháp lần nữa phủ xuống. Tiếng oanh oanh vang lên, lớp ánh sáng phòng hộ trên người thiếu nữ trực tiếp tan vỡ, tóc tai trên người ả bù xù và trong miệng phát ra âm thanh thê lương không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Có bản lĩnh thì cùng ta quang minh chính đại đánh một chầu. Ngu xuẩn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái trực tiếp đến bên cạnh thiếu nữ mặc hắc y, lần nữa tát xuống một cái, thân thể thiếu nữ lại bay văng ra, thậm chí hàm răng cũng vỡ vụn rất nhiều. Mà trong nháy mắt rơi xuống đất thì ả bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc giản rồi hung hăng bóp nát, một cỗ lực lượng truyền tống lập tức tản ra. Ngoài đệ tử trong tông, nơi đây cấm truyền tống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trận pháp của thất huyết đồng lần nữa phủ lực lượng xuống, ngay lập tức phá hủy hết thảy dấu vết và chấn động truyền tống, khiến cho trong mắt kia thiếu nữ mặc hắc y lộ ra phẫn nộ cùng nghẹn khuất,
vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đã đến trước mặt của ả, lại tát thêm một cái. Oanh một tiếng, thiếu nữ mặc hắc y điên cuồng phun ra máu tươi và thân thể cũng trở nên mềm nhũn. Nhưng biểu cảm vẫn dữ tợn như trước, vẫn vô cùng phẫn nộ, dường như cho dù ả chết cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc mà liếc mắt nhìn thiếu nữ này, tuy nguyên tắc của hắn là giết chết hết thảy tồn tại uy hiếp đối với tính mạng của mình, nhưng hắn cũng không phải là người ngu. Trước mặt nhiều người như vậy mà làm ra loại việc này, vậy thì chẳng khác gì tự dẫn tới phiền toái cùng nguy cơ cực lớn cho mình, đó chẳng phải là nguyên tắc, đó là ngu xuẩn. Cho nên Hứa Thanh thu liễm sát ý trong mắt, tay phải giơ lên vỗ xuống, trong khi ả thiếu nữ kia tức giận thì trực tiếp vỗ vào trên đầu đối phương. Oanh một tiếng thì thiếu nữ lại phun ra máu tươi và một đoàn mệnh hỏa còn lại duy nhất trong cơ thể. Bị dập tắt, dưới sự ra tay của Hứa Thanh nên trực tiếp bị tổn thương nặng rồi hôn mê. Mức độ thương thế như vậy, không sai biệt lắm với những đệ tử bị ả đả thương đang nằm hôn mê trong hoa tiêu ti. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.